chào mừng tất cả anh chị đến với bài phân tích giá vàng đi về đâu được cập nhật liên tục vào thứ hai và thứ năm hàng tuần và tôi là phạm thành biên là người đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong suốt 8 năm qua và hôm nay thì cái xu hướng ngắn hạn của chỉ số đô la index cũng như là chỉ số giá vàng quốc tế có xu hướng như thế nào xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình ở trên màn hình của tôi ở đây là chỉ số của đồng đô la index và đồ thị đây là đồ thị ngày và như cái video tập trước thì tôi có nhận định là cái vùng quanh cái ngưỡng 103 đến 103.6 này nó tạo đang tạo thành một vùng kháng cự và từ đây cái nhịp xu hướng tôi đang ưu tiên cái nhịp điều chỉnh về cái vùng dưới là 101 đến 101.5 đến 102 thế vậy là trong ngắn hạn thì cái xu hướng của chỉ số đô la index là nghiêng hơn là xu hướng giảm đấy các anh chị nhìn được cái đoạn này nhá đấy trong ngắn hạn là ngày nay ngày mai thì tôi đang kỳ vọng là xu hướng giảm là chiếm ưu thế Thế vậy khi chỉ số đô la Index đang có ngắn hạn đang cái chiếm ưu thế là xuống giảm thì à, xu hướng của giá vàng như thế nào à, tiếp tục cùng theo dõi nào đây à, trên màn hình của các anh chị à, cũng giống như là các cái ngưỡng kỹ thuật mà tôi đã tính toán ở tập trước thì à, cái vùng ngắn hạn chúng ta đang tập trung ở đây là cái xuống phục hồi của giá vàng quay trở về cái ngưỡng là 1894 và cận biên trên là 1910 Thế vậy cá nhân tôi thì tôi đang chờ đợi mục đích cũ phục hồi để lên trên này có thể có một cái nhịp bán khống à, từ cái vùng quanh ngưỡng là 1894 đến dưới 1910 để về cái vùng kỳ vọng lợi nhuận là 1849 đến 1829. Thế vậy là trong ngắn hạn thì cái từ khóa mà chúng ta đang sử dụng ở đây đó là tăng nhẹ trước giảm sau ưu tiên bán và cái vùng kỳ vọng chờ đợi điểm bán đó là cái vùng Uh, quanh ngưỡng là 1894 và khi các bạn bán ở vùng này bạn cần phải đặt cắt lỗ lớn hơn là 1910 Thế vậy là cái từ khóa rất là quan trọng ở đây là, là phục hồi nhẹ, giảm sau ưu tiên bán và kính chúc tất cả quý vị nhà đầu tư uh, có được những thương vụ đầu tư thành công liên tục cập nhật kênh của tôi có thể bấm vào cái nút subscribe kênh và nếu như anh chị muốn tìm hiểu hơn sâu hơn về các cái chương trình đào tạo của tôi thì các anh chị anh chị có thể tìm ở dưới cái video này ở cái đường link tôi sẽ chia sẻ cho anh chị bốn cái buổi tối liên tục những cái kiến thức liên quan đến uh, quản trị tài chính cá nhân những cái kiến thức liên quan đến quản lý vốn những kiến thức liên quan đến uh, tái cấu trúc danh mục đầu tư để giúp cho anh chị có được cái cuộc sống thịnh vượng từng bước chúng ta sẽ trở nên tốt hơn một lần nữa kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại tất cả quý vị.